chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong những thời gian trước thì mình đã có rất là nhiều những cái video mà hướng dẫn quý vị và các bạn tự bảo dưỡng sửa chữa chiếc xe đạp thể thao của quý vị và các bạn tại nhà. Và ngoài ra thì cái việc mà tự các bạn mà bảo dưỡng chiếc xe thì còn rất là nhiều cái công việc khác, và trong số đó thì chúng tôi cũng không thể có ý tưởng để làm hết được những video, và cần các quý vị khán giả thính giả giúp đỡ chúng tôi bằng cách là các quý vị hãy comment bên dưới những cái video đó để các quý vị cần hướng dẫn sửa chữa các bộ phận nào ấy. Thì quý khách hãy comment dưới video để chúng tôi có ý tưởng làm video hướng dẫn cho quý vị. Và trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn vệ sinh xích xe đạp thể thao một cách dễ dàng nhất và tại nhà chúng ta có thể làm được. Và xin mời quý vị xem video. Thường thì khi nào chúng ta vệ sinh xích? Thì khi chúng ta vệ sinh xích, khi mà xích đi dời mưa bị dính bùn và đất rất là nhiều, thì trước khi vệ sinh xích bằng cái cây cọ này hoặc cái bàn chải này, thì quý vị lên rửa xe mà nơi nào mà có cái áp lực nước nó khá là cao ấy, thì quý vị xịt vào ở những cái nếp này và những cái bánh đè này trước, sau đó xịt hết vào xích trước. Còn nếu như không có áp lực nước thì quý vị có cái việc mà dùng áp lực nước thì tốt hơn, còn nếu không thì chúng ta có thể dùng chiếc bàn chải đánh răng đã cũ và chúng ta chải cái bề mặt xích như vậy để cho đất cát bùn đất ở trong này nó trôi hết đi. Chúng ta chải bên trên này, chải bên dưới, và chúng ta quay tiếp tục chải. Các bạn vệ sinh xích như vậy. Khi bạn chải thì cái bùn đất và đất cát đây nó sẽ rơi hết xuống đất và nó sẽ làm sạch xích. Tại sao phải làm sạch xích? Bởi vì khi mà mình đi mưa, nước mưa kèm cuốn theo đất cát sẽ chui vào xích và sẽ bám vào xích, xung quanh xích, và sẽ gây cho cái bộ chuyển động của xe nó sẽ không được hoạt động êm ái nữa, và cái việc sang số nó sẽ khó hơn. Thì chúng ta cần vệ sinh xích. Và các bạn tuyệt đối là không dùng dầu hỏa, dầu lin để mà tra vào xích. Tại vì dầu hỏa nếu mà dây vào lốp nó sẽ làm hỏng lốp, nó làm trương cao su của lốp và là gây hỏng lốp lên. Cái thứ hai là nó sẽ dầu lin, dầu mỡ, đừng bôi mỡ vào. Thì bởi vì mỡ là nó sẽ có tác dụng bôi trơn nhưng mà nó lại giúp bám bụi còn kinh hơn cả khi không bôi. Nên các bạn tuyệt đối đừng cho dầu nhớt thải của xe máy hay là mỡ vào trong xích xe đạp, bởi vì nó sẽ gây nên lặng xích và đạp rất là lặng và dễ bám bụi hơn. Đấy. Dễ bám bụi đất hơn. Chúng ta chỉ cần để xích trần và vệ sinh, chùi cọ hai bên trên và bên dưới để cát bùn đất bám xuống xung quanh xích như vậy. Xích này thì mình cũng đã làm sạch sẽ rồi, nhưng mình đến lấy ví dụ cho các bạn thôi. Sau đó là chúng ta cần có một cái lọ dầu tra xích này. Thì nếu các bạn không có thể kiếm được thì qua hàng máy khâu, các cái hiệu bán phụ kiện máy khâu ấy, thì các bạn mua lọ dầu máy khâu cũng được, nó cũng tương tự cái độ nhớt, cái độ nhớt nó cũng gần giống cái dầu tra xích này, nó là gần như giống dầu máy khâu. Và các bạn quay ngược kim đồng hồ và các bạn nhỏ vào xích cho mình. Ngoài ra các bạn nhỏ vào cái trục của bánh đè, hai cái trục của cái bánh tì đè nữa.
Đấy. Các bạn quay đều một vòng. Như vậy là được. Như vậy là xích của chúng ta đã có dầu, và khi mà chúng ta đạp thì dầu sẽ tự tràn đều vào những cái mắt xích. Bởi vì khi chúng ta tra dầu thì chúng ta đã quay đều rồi. Đây, chúng ta tra dầu chúng ta phải quay đều ngược này. Và chúng ta đạp ngược lại thì dầu sẽ tự chui vào các mắt xích đều. Ok, như vậy là chúng ta đã tiến hành vệ sinh xích và tra dầu cho xích chiếc xe đạp thân yêu của chúng ta. Nếu các bạn quý vị mà muốn chúng tôi làm những cái video mà hướng dẫn quý vị sửa chữa bảo dưỡng các bộ phận khác của xe đạp thể thao thì xin quý vị hãy comment bên dưới của video để chúng tôi có ý tưởng làm những video khác, video mới để hướng dẫn quý vị có thể tự sửa được, tự bảo dưỡng được chiếc xe thân yêu của mình. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, các cái cách bảo dưỡng sửa chữa thì hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã xem video, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.